Trân trọng kính chào quý đầu tư và anh chị em quay lại kênh Bất Động Sản Đất Việt ngày hôm nay. Hôm nay gia chủ ký gửi mình một miếng đất cực kỳ đẹp luôn, mặt tiền đường nhựa kinh đào. Đây hiện tại em đang đứng bên đây là cây cầu gián, khi mà cầu kinh đào. Ở đây là đường nhựa Long Hưng ha. Em quay từ cái đường nhựa Long Hưng này di chuyển vô cái đường nhựa kinh đào là khoảng 100m thôi, cũng rất là gần ha. Đây là cái đường nhựa Long Hưng di chuyển ra quốc lộ A ngay chỗ cái xăng Minh Dũng á, là khoảng 1km ha. Đây là sông Kinh Sáng nha anh chị. Đây là ấp văn hóa Long Thành A, xã Long Hưng, huyện Long Thành, tỉnh Tiền Giang. Hướng này là di chuyển khoảng 1.5 cây số là ra tới cầu Long Hưng, quẹo phải là về chợ trái cây Vĩnh Kim, điện máy xanh, trường học và nhiều tiện ích khác ha. Còn quẹo trái là về trung tâm thành phố Mỹ Tho. Chạy xe đây tới trung tâm thành phố Mỹ Tho là khoảng 10 phút nha anh chị, cũng rất là gần ha. Và cái đường này là đường nhựa kinh đào đây, đất này nằm ở đường nhựa kinh đào đây. Đây là cho xe 3,5 tấn chạy nha anh chị. Đường này rất là rộng nha, đường này khoảng 4m 4,5 m nha anh chị. Đây giờ em di chuyển đây chạy vô miếng đất cho anh chị xem ha. Bữa khách hàng có hỏi em có tìm một cái miếng đất nằm ở đường nhựa, mặt tiền đẹp và rộng. Đây là có miếng đất rất thích hợp cho quý khách hàng. Bữa hỏi kêu em kiếm giùm đây. Đất này cao ráo bằng thẳng mà nó trên đất này nó có 300 mét thổ cư nữa, rất là tuyệt vời ha anh chị. Đây nhà ở rất là đông, em quay từ trên cao xuống cho anh chị xem ha. Rồi nó tới đất anh chị, em xuống xe em quay cho anh chị xem ha. Khu này thì có đèn đường, điện nước đầy đủ và có điện ba pha luôn anh chị. Điện ba pha thì mới kéo nha anh chị. Đây đất rất là đẹp quá và tuyệt vời ha. Đây bên dưới này đây đã có hàng rào xung quanh hết rồi. Một miếng đất rất là đẹp và cao ráo nha. Với diện tích ở đây là 43m, sâu vô là 35m. Đất mình nở hậu ra là khoảng 50m nha anh chị. Đây, để em quay từ từ cho anh chị xem ha. Đây, đường này là cho xe tải khoảng 3,5 tấn chạy nha anh chị. Đây, đất mình thì rất là cao ráo ha. Cái mảnh đất mình nằm hướng Bắc nha. Anh chị và quý đầu tư nào có hợp hướng Bắc á, thì miếng đất này thì thích hợp cho anh chị đây. Đây là hiện tại cho mấy nít và đá banh sân mini đây. Còn cái hướng này di chuyển khoảng 2 km nữa là tới chợ Xà Hộp, chùa Sức Tứ đó, điện máy xanh và trường học đó, cũng rất là gần ha. Còn mình chạy một đoạn đó có đường tẻ ra quốc lộ A anh chị, có cây cầu chạy qua bản cũng 3,5 tấn luôn. Di chuyển đây ra quốc lộ thì có một hướng đó, đây ngoài thì khoảng 2 cây số là tới anh chị. Đây thích hợp cho quý đầu tư và anh chị nào mà đây cất nhà ở hay là về đây nghỉ dưỡng hay làm kho bãi thì rất là thích hợp ha. Tại cái diện tích thì rất là rộng và mặt tiền cũng rất là rộng nữa. Đất thì cao ráo. Ở đây thì gia chủ ký gửi đây bán là 120 triệu một mét ngang nha anh chị. Nếu mà anh chị mua ít đó, thì gia chủ cũng cắt bán cho mình luôn đó, theo nhu cầu anh chị ha. Trên đất này thì có 300 mét thổ cư nha anh chị. Với tổng diện tích cái nguyên cái thửa đất này luôn là 1.730 mét vuông, mà trên đất thì có 300 mét thổ cư. Nếu anh chị nào ít tiền đó, thì mua ít thì gia chủ cắt bán cho mình luôn đó, mình rất là dễ cho mình ha. Đây mình mua khoảng ví dụ ít đất thì cất nhà cũng rất là gọn nha anh chị. Thì nó nằm ở đường nhựa mà. Đất thì cao ráo sẵn rồi, mình khỏi còn bơm cát ha. Chỉ có mình cất nhà đây thì bơm cái nền này thôi. Đây về giữa tới cái Vĩnh Kim á anh chị thì có là khoảng 4 cây số thôi nha. Nếu mà anh chị từ Sài Gòn á di chuyển về đây đó là khoảng 68 đến 70 cây số là tới anh chị. Đây phía sau đất mình đây nè anh chị. Đây thì có ranh giới hết ha, có hàng rào luôn. Đó anh chị rất là yên tâm ha. Đây phía sau đất mình có nhà ở nè anh chị ha. Khu này ở rất là đông nha anh chị. Đường này thì mình mở xưởng thì xí nghiệp rất là, hay là công ty cũng rất là thuận lợi nha.
tại di chuyển ra được nhiều hướng, ra Bắc Lộc A cũng rất gần, và về huyện Ba Lâm đó, đi ra chợ Anh Kim đó, rất là thuận lợi ha. Em quay cao lên cho anh chị xem cái miếng đất này, mặt tiền rất là rộng nha, 43 m, sâu vô là 35 m. Cái đất mình nó hậu ra 50 nha, với giá bán là 120 triệu một mét ngang. Nếu mà anh chị mua ít thì gia chủ cũng bán luôn đó, giá này còn thương lượng chính chủ nha. Đến đây em kết thúc video. Quý đầu tư và anh chị nào quan tâm cái mảnh đất này, hãy liên hệ số điện thoại tường hình để mình em dẫn đi coi trực tiếp và gặp chính chủ để mình thương lượng giá cả ha. Bất sản Đất Việt xin chào và hẹn gặp lại ở phần video tiếp theo. Xin cảm ơn quý đầu tư và anh chị đã quan tâm theo dõi.